Sáp Nguyễn Thanh Việt, khởi nghiệp cần tư duy đột phá. Nhà đầu tư trong Sáp Thanh năm nay cho biết, các startup không nên e ngại quy mô nhỏ, cần mạnh dạn thể hiện những tố chất phù hợp. Chương trình Sáp Thanh Thương vụ Bạc Tỷ mùa thứ 2 đã quay trở lại với những gương mặt mới. Năm nay, một trong những nhà đầu tư ngồi ghế nóng là ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Intracom. Chia sẻ với VN Express, ông Việt bày tỏ nhiều quan điểm về các startup quy mô nhỏ, khẩu vị đầu tư của doanh nghiệp cũng như phẩm chất của một doanh nhân khởi nghiệp trẻ. Ông đánh giá như thế nào về khả năng và cơ hội của những công ty khởi nghiệp có mô hình kinh doanh với quy mô ban đầu tương đối nhỏ trong chương trình? Tôi cho rằng muốn làm được việc lớn thì không nên xem thường những việc nhỏ. Những ý tưởng kinh doanh của những công ty khởi nghiệp bây giờ có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, họ là người mới bắt đầu sự nghiệp, nên những suy nghĩ hiện tại có thể là khởi nguồn của những ý tưởng lớn trong tương lai. Các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ ngày nay gợi nhắc tôi về hình ảnh chính mình 20 năm về trước, cũng bắt đầu với quy mô nhỏ. Để nhân rộng những phát kiến, mô hình kinh doanh, các startup cần có bệ phóng. Các doanh nghiệp lớn đang mong muốn tìm kiếm được những đối tác mới phù hợp để phát triển hơn nữa hệ sinh thái của mình. Vì vậy, chúng tôi muốn lắng nghe và nhận biết đâu thực sự là ý tưởng đột phá để có thể kinh doanh, đầu tư. Đối với các công ty khởi nghiệp kinh doanh, bắt đầu ở quy mô nhỏ cũng không sao cả. Miễn là các bạn lưu ý, nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương. Quan điểm của ông trong việc lựa chọn các startup đồng hành với Intracom trong chương trình năm nay là gì? Những công ty, doanh nhân khởi nghiệp thu hút sự chú ý của tôi cần có các yếu tố dũng cảm, kiên trì và cầu thị. Về lĩnh vực đầu tư cụ thể, tôi sẽ không giới hạn ở những lĩnh vực thế mạnh mình đã tham gia trước đây như xây dựng, bất động sản. Intracom hiện theo đuổi nhiều mảng kinh doanh và ở bất cứ đâu chúng tôi cũng nghiên cứu nghiêm túc. Vì vậy, nếu có cơ hội thì chúng tôi sẽ không bỏ qua. Các startup nên mạnh dạn, cần có tư duy đột phá, không theo lối mòn. Ông suy nghĩ thế nào về xuất phát điểm từ doanh nghiệp, dự án kinh tế nhà nước có thể sẽ khiến ông khó chốt đầu tư với các startup trẻ tuổi thuộc giai đoạn vận hành của nền kinh tế khác với thời điểm 20-30 năm trước? Tôi lại thấy, vì đã trải qua một thời kỳ khá dài làm kinh tế nhà nước, sau đó chuyển sang làm kinh tế tư nhân, nên tôi hiểu khá rõ các khía cạnh liên quan tới quản lý nhà nước, kinh tế vĩ mô nói chung. Bên cạnh đó, tôi cũng rất hiểu làm kinh tế tư nhân phải như thế nào. Vì vậy, tôi tin chắc những trải nghiệm này đủ để tôi và các công ty khởi nghiệp có thể tìm được tiếng nói chung. Ngoài ra, tôi nghĩ những startup đến với Sáp Thanh mùa 2 không đơn giản chỉ dừng lại ở mục đích tìm người đầu tư cho mình mà sẽ xem xét đến yếu tố tìm người có thể cùng tư duy khởi nghiệp. Tham gia cuộc chơi, các startup cần góc nhìn toàn diện từ các nhà đầu tư, ban giám khảo. Với tôi, đây mới là điểm có sức lan tỏa và truyền cảm hứng nhiều hơn. Vấn đề chính là nhà đầu tư có thể mang cách suy nghĩ logic và ảnh hưởng đến với cộng đồng kinh doanh, đặc biệt là cho những startup chưa có điều kiện để tham gia chương trình. Ông chuẩn bị tinh thần cho bản thân, doanh nghiệp ra sao trước sức ép, sự kỳ vọng lớn từ công chúng dành cho các sáp tham gia chương trình? Tôi là mẫu người hướng nội nên chủ yếu chỉ quan tâm đến việc mình sẽ làm được gì và làm như thế nào. Điều là mình có thể tồn tại và phát triển trước tiên phải đi từ nội lực bên trong. Tất nhiên, không thể nói mình không chịu bất cứ áp lực nào từ công luận, nhưng một doanh nhân, nhà lãnh đạo thì phải dám chấp nhận áp lực, sức ép từ bên ngoài. Mỗi con người nói riêng và doanh nghiệp nói chung đều có mặt tích cực và hạn chế. Các thông tin đến với doanh nhân, nhà đầu tư hay doanh nghiệp, dù ở phương diện nào, cũng nên được tiếp nhận với thái độ nghiêm túc. Từ đó, nhà lãnh đạo mới có cách nhìn nhận và ứng xử đúng đắn để không chỉ bồi dưỡng bản thân mà còn vun đắp cho doanh nghiệp phát triển. Chưa chắc một nhận xét tốt đã có ích cho bản thân doanh nhân và doanh nghiệp. Nhiều khi những phản hồi đi ngược với tư duy thông thường của số đông lại có thể giúp cho mình có cơ hội chiêm nghiệm, hoàn thiện hơn. Theo Vũ Hoàng, VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo.